Xin chào các bạn nhé. Hành trình ngày thứ hai ở Phú Quốc của gia đình mình. Bây giờ gia đình mình sẽ đi ăn trưa nhé. Hai anh em ra lấy xe. Xin chào. Đi. Mình đã xuống đến nơi này các bạn. Quán nhậu Bình Dân Hoàng Hôn. Dịch vụ món ăn hải sản tươi sống. Hai anh em có cầm thêm một chai rượu đi để uống. Bây giờ mình bắt đầu đi vào trong quán nhé. Quán này là view ven biển này các bạn. Em mình nói là cũng ghé vào đây một vài lần rồi, đồ ăn rất ngon nhé. Nên hôm nay mình sẽ vào nhưng mà không phải là mùa du lịch nên quán nó hơi vắng các bạn. Đây Vào là quán đi qua cái cầu rất thơ mộng nhé. bãi Đây đất là đỏ quán An nhậu Thới. Bình Dân Hoàng Hôn. Quán đúng view biển đồi núi. Mình ăn và nghỉ ngơi ở đây xong là chiều mình đi chỗ hoàng hôn luôn nhé các bạn. Mình không lên Hòn Thơm nữa vì tối nay mình có ý định là đi quay chợ đêm Phú Quốc ấy các bạn. Nếu như mình đi Hòn Thơm thì sẽ không kịp nhé. Mình đi vào cuối tháng năm dương lịch ấy, nên không chưa đến mùa du lịch, quán nó hơi vắng các bạn. Thấy em mình nói là nếu như vào mùa du lịch là quán này không còn chỗ để ngồi nha. Đây mình chọn quán chỗ view biển này. Nếu như mà ăn phòng lạnh thì có ở trên phòng chỗ vừa nãy mình quay lúc đầu vào các bạn. Đây các bạn, bên đấy là cáp treo Hòn Thơm. Chỗ này là view biển rất đẹp nhé. Ngoài xa kia là có cái thuyền nhỏ người ta câu cá với câu mực ấy. Tí nữa mình sẽ phóng to ra cho các bạn cùng xem. Bên ngoài đường ngoài đi vào lúc này thì dễ đi được cái này đúng không? Thì đẹp. Đấy, cái đường mà từ bên ra ăn tới vào đây á, là đi cái này mà dễ là đi cái này đúng không? Thì mình đem này đỡ. Mình sẽ phóng to ra các bạn cùng xem cái thuyền có hai cái cần câu ở hai bên đầu đầu thuyền này các bạn, câu cá câu mực và người ta cũng có thả lưới luôn. Bên kia là cáp treo Hòn Thơm. Đây là mình sẽ đi quay một vòng không gian quán nhé. Em mình đang tranh thủ check in. Thì chỗ này có chỗ xuống những cái đá ở dưới để check in đẹp quá trời này các bạn. Mình sẽ quay cho bạn cùng xem nhé, nhưng mình sẽ không check in nhé vì hôm nay người mình nó muốn cảm. Đẹp không? Cảnh biển ở đây rất đẹp nha. Mình đứng đây mình quay lên phía trên quán. Toàn cảnh cái không gian quán có cái cảnh biển này nhé các bạn. Ở đây là gió lồng lộng. Đến nỗi là người ta phải che bớt cái miếng vải vào. Mực với lại là mực trứng hấp gừng. Mình gọi trước món đây rồi. Gọi cá xích trước nhé. Mấy mực trứng hấp hành gừng. Mấy gọi tôm mực đúng không? Gọi hải sản tôm mực. Đây là gọi cá xích. Món ăn nổi tiếng Phú Quốc. Chấm với mắm nêm và mắm chua ngọt. Đây là đồ ăn kèm. Ở đây có cháo hàu. Bây giờ mình sẽ thử ăn gỏi cá chích xem có hợp khẩu vị với mình không nhé. Mình cho rau sống và hành tây với lại củ dừa. Nên mình cho thêm hai miếng cá chích sống vào nhé.
lần đầu tiên mình ăn nên mình sẽ thử cuốn hai miếng, nếu hợp khẩu vị thì mình sẽ ăn tiếp. Giờ mình đã cuốn xong rồi, bây giờ mình thử chấm mắm lêm trước nhé các bạn. Mời các bạn cùng ăn gói cá trích với mình nhé. Đường trắng ra đây nha, đường trắng qua. Cái đó là mắm gì vậy? Mình lần đầu ăn nên mình cho ít cá và độ nhiều rau các bạn. Nhưng mà ăn rất ngon, cái nước chấm chua chua ngọt ngọt. Mình thấy ngon. Lần đầu mình ăn gói cá trích sống mà rất ngon, không có vị tanh các bạn. Giờ là đến món gỏi hải sản tôm mực nhé. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cùng xem. Có cà rốt, có củ hũ dừa và có dưa leo nhé. Tôm mực, đây là mực, mực rất tươi nhé. Mình sẽ gắp thử miếng mực và một miếng củ hũ dừa với củ hành tây các bạn. Giờ mình sẽ chấm mắm lêm trước nhé. Tính chấm mắm chua ngọt nhưng thôi mình sẽ chấm mắm lêm trước. Mời các bạn ăn gỏi hải sản tôm mực với mình. Giờ mình sẽ ăn miếng tôm xem tôm có tươi và ngọt không nhé các bạn. Mình cũng ăn kèm với củ hũ dừa và một miếng hành tây nhé các bạn. Mời các bạn ăn gỏi tôm củ hũ dừa với mình nhé. Giờ mình sẽ ăn thêm một miếng, một cuốn gỏi cá trích nữa nhé. Lần này mình sẽ cho 3 miếng cá trích luôn. Tại miếng đầu tiên mình ăn thấy ngon và hấp dẫn nên mình sẽ ăn miếng này, mình cho tăng lên một miếng nữa. Lần đầu mình ăn nên mình cũng không dám ăn nhiều, mình chỉ dám ăn ít thôi và độn nhiều rau nhé. Mình sẽ cuốn lại. Bánh tráng rất mềm nhưng mà cuốn nó không hề bị rách các bạn. Thì mình đã cuốn xong rồi. Giờ mình vẫn chấm nước mắm nêm nhé. Mời các bạn cùng ăn gỏi cá trích với mình nhé. Đây là món mực trứng hấp hành gừng. Nhìn cái mực tươi, nhìn ngon ghê. Mình sẽ ăn thử miếng mực nhé. Mình sẽ chấm nước mắm chua ngọt. Mời các bạn cùng ăn mực trứng hấp hành gừng với mình nhé. Mực sau khi cắn ra trong nó còn trứng nữa các bạn. Mực ở đây là không có no bị ươn nhé. Trứng nó tươi mà ăn mực nó ngọt lắm các bạn. Mời các bạn ăn mực với mình nhé. Mực hôm nay ngon mà ngọt. Trong đất liền không có mực ngon như này. Giờ tô cháo hào đã ra. Bây giờ mình sẽ ăn thử cháo hào nhé. Nhìn tô cháo hào ngon và hấp dẫn. Có hành phi và hành lá ở trên các bạn. Giờ mình sẽ múc ra để thưởng thức nhé. Mời các bạn cùng ăn cháo hào cùng với mình nhé. Cháo hào rất ngọt nhé các bạn. Tươi ngọt mà hào ăn nó hào tươi các bạn. Nên nó ngọt, vị khó tả lắm. Mùi cháo thì mùi hải sản mà không hề tanh nhé. Rất ngon, mình thấy món ăn ở đây món nào cũng ngon. Sau khi nhà mình ăn uống xong và cũng nghỉ ngơi được một lúc rồi thì bây giờ gia đình mình sẽ lên xe để hành trình sang bên thị trấn Hoàng Hôn nhé các bạn. Bên kia là thị trấn Hoàng Hôn, tí nữa mình sang các bạn. Nhìn cảnh đẹp. Ra đây là mê đắm không muốn về luôn các bạn. Không khí trong lành mà cảnh nó rất chi là dễ chịu nhé. Bây giờ bắt đầu tiến ra đến ngoài cổng này các bạn. Đi ra đến đây là có cái xích đu dây. Mấy anh em muốn trải nghiệm một chút xíu. Đã ai thử đu cái xích đu dây này chưa? Lấy đà, lấy đà. Hãy
cứng quá. Để cơ thể bị cứng quá, không có nhịp quá. Đây là lấy bẩn meo. Hạ tốc độ cao rồi đẩy cái người đi. Chẳng qua lại có một sự trải nghiệm nữa. Nếu mà bình thường ấy mình kéo căng cái kia vào rồi mình sẽ ấy lên. Nhún, cô phải nhún lên chứ, phải nhún nó mới lên, vừa đưa vừa nhún. Đó, ăn xong là giờ trải nghiệm. Sau khi ăn uống và check in trải nghiệm xích đu xong thì bây giờ gia đình mình sẽ lên xe để đi sang thị trấn Hoàng Hôn nhé. Đường ở đây nó hơi xấu, xe chỉ được đậu ở ngoài thôi chứ không vào được trong nhà hàng nha các bạn. Nên mình đậu xe tít ngoài. Mình đã ra đến xe. Trong này là khu resort. Đây là ở phía bên ngoài này, có một cái nhà hàng hay công ty gì ấy. Đây, cái chỗ này là view nhìn ra biển. Có thuyền thúng ở có bãi cát trắng. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video buổi chiều tại thị trấn Hoàng Hôn nhé.